Sau 6 tháng chiến tranh, nhiều gia đình tự nhiên chia làm hai phe. Thời buổi này còn hai phe gì nữa. Thời buổi này là phe phe chính nghĩa chứ hai phe gì nữa. Bây giờ cái chuyện nó sai rành rành ở đó, còn phe với phái. Cái đó là ví dụ như lúc đó là cái đầu óc và trái tim chúng ta có rõ ràng chưa? Ví dụ như chuyện ông Biden với ông Trump một hai phe thoải mái. Nên tôi chán lắm cái gì. Tôi muốn gọi là gì? Rút lui gọi là sao ta? Dùng chữ gì cho nó ngầu ta? Thôi kệ, nó không biết khỏi nói đi. Anh Duy đánh giá thế nào về đồng Euro, của lộn Euro hiện tại, nó khả năng phục hồi không hay giải tán rồi về không? Ông nội giải tán về không? Không, anh không có nhận xét gì trơn trọi thế này. Mà nói chung đồng Euro mà nó giảm vậy, anh nhập hàng Euro cũng ngon ngon, anh kệ nó đi. Mình sướng mà, đâu bị gì đâu mấy em. Còn ông nào xuất hàng qua Euro thì hơi đuối à. Không, anh không cảm nghĩ chứ nó thật sự bình thường, thế giới nó biến động mà mấy em. Dòng sông đâu tĩnh lặng đâu đúng không? Nó phải có những cơn sóng, không sóng ngầm sóng nổi. Trong thời buổi nhiễu nhương này nọ, Covid chiến tranh này nọ, tiền nhảy chuyện bình thường. Không có gì để nghĩ hết á. Suy nghĩ của anh rất đơn giản mà trực quan. Không có dài dòng, không có mị mấy bạn nghe bạn không hiểu gì cũng như không. Anh Di phân tích giùm em tầm nhìn của Tổng thống Putin đi anh. Thôi anh nhớ phân tích đi. Chỗ này nó phân tích khó lắm em hiểu không? Kiếm nào dễ dễ hỏi đi em. Thí dụ em hỏi anh chiến lược của ông Zelensky anh biết á. Tại vì ông này ông post bài nhiều lắm em. Anh ngồi theo dõi biết hết rồi. À, Đức tuyên bố ủng hộ UK, Ukraine tới cùng luôn anh. Chắc Đức tìm được nguồn năng lượng mới rồi. Ông Pháp cũng vậy. Ông Pháp cũng vậy luôn. Ông Anh còn dữ nữa. Toàn là mấy ông EU, mấy ông NATO đồ sỏ không á. Dữ lắm, còn mấy ông NATO đời 2 rồi. Phải chán lắm em ơi. Mấy ông NATO đời 2 chia làm hai phe nha. Một phe rất cứng, đó là Portland Ba Lan. Đó. Còn một cái phe mà trời ơi, cái phe Hungary thôi. Đế chế Maya một thời. Maya cho phe Maya nha mấy em. Maya là Hungary. Nga và Ukraine đang xảy ra cuộc chiến tranh này là do tranh chấp biển đen phải không anh? Không đơn giản vậy đâu em. Giờ nói biển nào biển cũng là quốc tế hay là tranh chấp gì nữa. Nên cái vụ Ukraine nó đang sắp tới ngày quốc khánh đó mấy em. Tới ngày quốc khánh nên gọi là nó nhiều vấn đề quá lắm. Nga đang tấn công rất rát nha. Rồi cái vụ nhà máy hạt nhân này nọ cũng rất căng. Hà Lan nó mới nhắn tin cho Ukraine, nói thôi gửi bạn ít tiền. Mình đất nước nhỏ này nọ kia, mình không có vũ khí cho bạn. Mình không có gì ngoài tiền hết, đã gửi bạn ít xài đỡ. Ít là nhiêu mấy em? Ai biết? 80 triệu euro hả anh? Hơn. Hà Lan mà mấy em, Hà Lan mà. Ở đây bao nhiêu bạn biết Hà Lan mấy bạn? Nhỏ nhỏ thôi chứ không có gì ngoài tiền lắm em. Hà Lan cho 200 triệu đô anh hả? Hà Lan dân số như được 15 triệu bạn. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan bảo Nga nên tuân thủ pháp luật quốc tế, Crimea thuộc về Ukraine, Nga nên trao cho Ukraine. Thì đó, ông này cũng chọt hoài à. Thì nhiều khi cái vấn đề của Thổ Nhĩ Kỳ á, cái ngày trước á, mà phản đối Phần Lan với Thụy Điển vô NATO á, có một bạn á, đưa quan điểm hơi sớm. Tức là bạn nói là Thổ Nhĩ Kỳ theo Nga rồi. Thổ Nhĩ Kỳ hiểu chân lý, không có theo châu Âu đâu. Đó, bạn nói hơi sớm á. Ông Thổ Nhĩ Kỳ là cái ông chọt kinh lắm. Lúc này, lúc kia, lúc nọ, không biết được. Còn bây giờ ông phát biểu cái câu này như vậy, thế nào chơi gọi là không phải theo mà đấm vô mặt mấy cái luôn. Mà thật sự quan điểm cá nhân của mình cũng không tin tưởng. Ta tin tưởng cái gì ta? Cái chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ lắm không mày. Mình không tin. Thổ Nhĩ Kỳ có đầu tư nha. Cũng đầu tư. Có đầu tư. Mình là dân làm ăn mà mình biết mấy đó. Thổ Nhĩ Kỳ có đầu tư á. Mà Thổ Nhĩ Kỳ mà ký hiệp định với Mỹ về hàng hải nữa, được ưu tiên nữa. Đó, có, mà giỡn đâu. Còn giỡn chơi phát biểu câu này anh biết hôm qua. Chơi vậy nói gì nữa giờ. Thổ Nhĩ Kỳ vừa xuất UAV Bayraktar, vừa mới xuất thêm 50 cái chiếc xe bọc thép Kibi cho Ukraine, cũng như từ chối mua thêm S-400 của Nga. Cái vụ S-400 thì hôm nay lâu quá, không biết có mua chưa. Hình như mua đợt rồi phải không ta? Nọt quay vô NATO tại World War 2 Đức làm ghê quá. Nên nọt quay hơi rén. Đúng luôn. Thì bây giờ kéo thêm hai bạn nữa. Phần Lan thì điển vô NATO, tại vì bên kia làm quá nó cũng rén luôn. Y chang. Đi xem luôn. Bắc Âu không vô nha mấy em. Bắc Âu ban đầu là không vô NATO. Thì Phần Lan thì điển Bắc Âu chứ gì. Dạ đúng. Giờ vô luôn rồi. À, Đức với Bỉ có quan hệ gì không mà cờ nó giống nhau vậy anh? Châu Âu đóng nước cờ giống nhau luôn mày ơi. Bỉ với Hà Lan quan hệ nó mới ghê. Hà Lan cờ giống không? Cũng ba cái sọc đó. Đổi màu thôi. Với đổi chiều, bên sọc ngang, bên sọc dọc.
vì Nga vẫn là anh cả của chủ nghĩa cộng sản, vẫn mang trong mình hình bóng của chế độ Liên Xô cũ. Được. Bây giờ Nga vẫn treo cờ Liên Xô và cờ cộng sản ở một số nơi linh thiêng tổ quốc như quảng trường đỏ, điện Kremlin trong các dịp lễ quốc khánh diễu binh. Thôi chừng nào Nga nói đi tôi tin ông ơi. Ông nói giùm Nga chỗ này tôi đam tôi sợ hở. Bạn dựa vô cái điều gì? Thiệt mà. Thí dụ như chừng nào Nga có tuyên bố nào đó chính thức đi đồ nào mình mới anh mới dám nói. Chứ còn thôi ông nói đó kệ của ông đi, ông giữ trong tim đi. Ông Boris Johnson qua thăm KF và tiếp theo là có viện trợ 60 triệu đô. Mỹ cũng đang viện trợ tiếp 3 tỷ đô. Đúng, 3 tỷ đô biết rồi em. Hình như ông Boris Johnson này ông sắp hết nhiệm kỳ rồi phải không? Ông qua ông làm cuối phải không? Nói chung mà Ukraine sắp phá sản rồi, chuyện đó thực tế nha bạn. Nói chung mà cũng sống nhờ cho nước này nước kia đồ nay chút đỉnh thôi. Chứ tình hình căng lắm. Mà này có cái hại nè, mấy em cho góc nhìn nè. Ồ, Liên Hiệp Quốc nữa nè. Tôi rất thích Liên Hiệp Quốc các bạn. Liên Hiệp Quốc kêu là giờ châu Âu mấy bạn nhiều tiền quá thì mấy bạn hãy mua lương thực của Ukraine đi, để từ đó bạn cho mấy nước nghèo. Nếu không người ta đu càng qua nước bạn là bạn mệt đó. Trời ơi, ông Liên Hiệp Quốc nói chuyện giờ thấy người nghèo, người nhà giàu phải tâm tư mấy em ha. Nó có chuyện gì nó bắt mình lôi đầu mình ra, bắt mình gánh không à. Rồi khi mà nó no bụng rồi nó chửi mình. Nhiều khi xui xui thì bỏ phiếu cho thằng kia nữa. Bởi đó là cái chỗ mà cộng long không bao giờ thẳng đó. Mà xong rồi những nước nghèo người ta có quan điểm. Người ta nói là tôi cũng muốn mua lương thực của bạn lắm Ukraine, nhưng mà giờ tự nhiên lương thực giá tăng quá tôi không có tiền. Mà bán thiếu được không? Cái Ukraine nó tao khổ hơn mày nữa. Nước tao vỡ nợ tới nơi rồi. Xong mà cái Liên Hợp Quốc ra đứng kèo giữa. Cái ông Liên Hợp Quốc quyền thoại đó các bạn. Ông gì ru tép tép gì đó, anh không nhớ tên nổi. Ông nói là thôi mấy bạn châu Âu bạn quá giàu rồi, châu Âu với Mỹ. Các bạn hãy bỏ tiền ra để mua lương thực đi. Rồi từ đó các bạn cho những nước nghèo để cho người ta đừng có đi qua nước bạn. Nghe vô lý mà lý do cực kỳ hợp lý mấy em. Nghĩ cũng cay đắng cho châu Âu ha. Thì khi tôi thấy thương hại châu Âu luôn bạn. Nói chửi nè, mùa đông làm lạnh chết bà mà nha con. Đó, châu Âu á. Này thì con cấm giận hả, cho mày chết ngược nè các kiểu. Mà cuối cùng cái gì cần tới tiền cũng kêu ông này cho hết. Nó đời nó kia cũng không hiểu nổi, chơi không có phe. Mọi người có giải thích được hiện tượng nè mọi người. Mà trong khi thiên thiêu của ông Lý Châu thấy đâu hết á. Cái gì Tây Âu thôi anh ơi, Tây Âu gì. Nhưng mà bây giờ EU nó vô gần hết châu Âu rồi, còn Tây với Nam Đông gì nữa trời. Tây Âu là hồi xưa em, cái thời mà thời xưa sửa xưa á. Trước World War 2 rồi á. Còn giờ thời thế kỷ 21 giờ châu Âu rồi. Nguyên khối rồi, thống nhất. Vô cục rồi còn gì nữa. À, chính phủ Thụy Sĩ tuyên bố sẽ thực hiện mục tiêu tiết kiệm 15% lượng khí đốt tự nhiên dùng vào mùa đông. Cái này á, là bên EU người ta thông qua đó em. Tức là bên EU đó thông qua rồi, mỗi nước phải tiết kiệm 15%. Nó vậy mà có mấy nhoi nhoi nó cũng cãi đó nha. Nói chung đời mà mấy em. Trong tập thể 30 đó thì cũng phải có một ông hay ông nó lạc hướng vậy đó. Windows shopping, ngắm thôi không mua. Cái chữ này là thiệt hay là chữ này khịa vậy em? Windows shopping. Giờ em nói anh biết câu là thiệt câu là giả luôn á. Em thấy thị sĩ internet không? Bởi vì những nước mà nó mang tính chất anh cả của thế giới với phần dân trí nó cao hơn. Nó điểm đến của thế giới nó chơi thường thường nó không làm mình thất vọng mấy em. Chứ bạn chơi thân với bạn thổ bẻ qua bẻ lại hòa bằng rớt nào không hay luôn. À, giờ có tiền vẫn không mua được súp BBD, em không nghĩ có ngày này luôn. Anh đã nói nhiều lần rồi, trong giai đoạn hậu Covid này hàng hóa nó bị lắc mà. Thì các em phải trữ hàng thôi chứ giờ sao giờ tháng 9 tháng 10 nó ổn lại nha. Hầu hết các nước tăng lãi suất băng để kiềm chế lạm phát, nhưng sao Tàu đi ngược lại giảm lãi suất ạ? Tàu không bị lạm phát. Tại vì nói chung á, nhiều khi nói chung á thì nền kinh tế nó phải sau đó thì mới tăng ổn, mà nền kinh tế nó đang thở oxy thì phải giảm. Hiểu không? Giảm đi chi để cho tiền người ta dễ vay ông nội người ta mới làm ăn được. Rồi cái thứ hai nữa đó, khi mà giảm lãi suất cái dân nó nản, nó không gửi tiền cho nhà băng, nó đem đi nó mở quán cà phê, quán cốc đồ, tiệm pizza rồi phòng gym đồ này nọ thì nền kinh tế mới đi lên. Mấy em hiểu không? Nói chung thì mấy bạn Trung Quốc chơi chiến dịch Zero Covid á, thì nền kinh tế của mấy bạn cũng nói chung cũng có những điều mà nó bổ sung cho bạn thêm kiến thức thời đại hiện đại này. Khó nói. Vận chuyển dầu là phải qua đường ống từ nước bán đến nước mua, hay là mình cứ mua thùng rồi đổ vô kho anh? Boss of Dumb. Cả hai phương pháp đều được. Vận chuyển qua đường ống rẻ hơn, bỏ anh tàu chở. Cái tàu dầu, biết cái tàu dầu chưa?
cái tàu dầu là cái tàu mà bình thường không có container ở trên đó. Còn cái tàu chở khiếu quá lỏng là cái tàu nó như cái nấm mà. Nước Nga là ví dụ con người ưu tú thế nào cũng không chống lại địa lý mà tạo hóa tạo ra. Thôi bớt nho đi ông nội, thực tế đi, giờ nho không có tiền nha, đừng nho giùm tôi một cái nữa. Tôi muốn ăn người tới ngày nho hoài. Ông thấy mấy cái nho đó nó xàm chưa? Cuộc sống này chỉ có nho Mỹ ăn ngon thôi à. Tối ngày nho nho hoài. Ông mới nói gì Nhật kìa, nghèo thấy mẹ nó luôn. Đúng không quý vị? Tài nguyên khoáng sản chả có, động đất sóng sóng thần núi lửa triền miên. Nếu mà nó ngồi nó nho như ông á, giờ nó làm đệ tử cho Thiên Chiêu rồi. Đệ tử cho Thiên Chiêu. Thôi ông thực tế đi, ông đừng có nho. Một phần á là khi mà gọi là những cái đế quốc mà gọi là thực dân á, thực dân đời cũ về đế quốc á, nó qua nó xâm chiếm một số nước á, một số nước nó thua tại vì nho nhiều quá đó. Các bạn đồng ý tôi điểm này không? Hôm qua mình lướt mạng, mình coi video của bạn trẻ khi nói về về Na Uy của mình. Nói là đa phần là những nước giàu nhiều á thì xã hội sẽ bất ổn. Tại vì người ta phụ thuộc vào tài nguyên dầu, người ta không có điều hành đất nước một cách rồ. Nhưng mà tại sao bài toán nó không xuất hiện ở bên Na Uy? Đó. Thì mình nghe sơ sơ cái clip đó thì bạn nó nói mình cũng đồng ý 800% á. À, lúc sáng em có coi cái clip nói về dầu mỏ ở Na Uy, em vừa tính hỏi anh, ủa vậy hả? Công nhận clip này nó cũng tương tác dữ ha. Na Uy là phiên bản xã hội chủ nghĩa đỉnh cao rồi mấy em. Còn chuyện có công nhận hay công nhận là chuyện của Na Uy thôi, nhưng mà thật sự Na Uy quá quá perfect mấy em. Cái xã hội cao Mỹ nữa. Những yếu tố gì khiến thầy đánh giá Na Uy perfect thầy? Tại vì bây giờ á, biết không, bên Na Uy nó nghịch lý vậy nè mấy em. Chính phủ chọi tiền bắt dân xài, dân từ chối. Cái đó không phải nói chơi, nói thiệt á. Cái điều nghịch lý của Na Uy nằm đó chỗ đó bạn. Nói giờ nói Na Uy giờ có tin tốt gì tin xấu, muốn nghe tin nào? Tin tốt là trên thế giới này chỉ có duy nhất Na Uy 5 triệu dân mà có cái quỹ đầu tư chính phủ là 1.300 tỷ. 1.300 tỷ đô nha. Dân số chỉ có 5 triệu. 5 triệu dân thôi mà Na Uy có quỹ đầu tư của chính phủ là 1.300 tỷ đô. Thì anh nói sơ sơ cái quỹ đầu tư này cho em hiểu. Tức là tiền của là tiền 5 triệu dân Na Uy mà chính phủ đứng ra chính phủ làm giùm thôi. Tức là tiền của toàn dân nhưng mà điều hành là của chính phủ. Thì bây giờ anh hỏi em nha, số tiền này mà chia hết cho dân Na Uy thôi, khỏi cần cái khỉ khô đó, giờ chính phủ nghỉ không làm nữa, em mệt quá. Đau lưng không làm nữa, nghỉ chơi đi. Đi nhảy đầm với sếp bên Phần Lan đi. Thì bạn nghĩ coi, bạn lấy 1.300 tỷ đó bạn chia cho 5 triệu dân, mỗi người cầm nhiều. Mỗi người nhiều. Cái điều đó nó cực kỳ nghịch lý luôn. Cái đó là đỉnh cao của xã hội chủ nghĩa đó các bạn. Nhưng mà tin buồn, quỹ đó dạo này bị lỗ mấy trăm triệu rồi, mấy trăm tỷ rồi, ba trăm tỷ với nó chung giờ còn khoảng ngàn hơn. Mà cho dù nó còn khoảng ngàn hơn nó cũng quá ghê rồi đúng không? Mà cái quỹ này nó lỗ, phải nó sụp, nó lỗ mà nó lỗ trên phần lời của nó thôi. Tức là dạo này nó có chiến tranh nè, nó có Covid nè, thì làm cho cái quỹ này làm ăn bị lỗ chút đỉnh. Nhưng mà nó lỗ trên phần lời của nó những năm trước. Nội điểm đó thôi, thấy nể chưa? Nhưng mà người dân Na Uy không ai mà trông mong vô quỹ này, quỹ để cho có, quỹ giống như để cho đời con, đời cháu, đời chắc gì đó không biết nữa. Mà cái quỹ này nó chơi có cái luật mấy em. Đầu tư là đầu tư ngoài hết. Đầu tư thế giới hết, đầu tư Mỹ đế đồ, châu Âu, Europe đồ. Không phải là nó hoàn chỉnh, không đầu tư trong nước. Nhưng mà bây giờ á, nói chung mà Na Uy tính xa lắm em. Tính ví dụ như tới một lúc nào đó, đất nước bị chiến tranh hay đất nước mà sụp hay đất nước bị gì đó, banh chành nguyên nền kinh tế Na Uy luôn. Thì lấy cái tiền đó cho dân cũng ăn mập xương luôn. Tức là nó tính vậy nè mấy em. Cái hay của Na Uy tính vậy nè. Nếu mà thị trường đầu tư thế giới sụp thì nền kinh tế trong nước nó ổn, nó vẫn sống được. Và ngược lại, nếu mà trong nước nó sụp thì cầm quỹ đầu tư đó về nó sống cũng được. Nói chung đường nào cũng bất tử hết á. Thấy ghê chưa, thấy đỉnh cao sao chủ nghĩa chưa? Đúng, mọi người có tiền rất nhiều cách giải quyết. Rồi chưa kể còn nền kinh tế trong nước ổn quá hoàn hảo rồi bạn gì nữa. Dân thì xịn. Nói chung là thuế bên Na Uy rất cao. Nhưng mà cái sự giáo dục bên Na Uy nó quá quá kinh. Nó đài tài trợ giáo dục, đài thọ giáo dục này nọ, đào tạo toàn tinh anh không mà 5 triệu xịn đó. Còn chuyện mà đi quýnh lộn chắc mướn thôi, khỏi đi lính luôn. Hả? Ví dụ như quýnh lộn đi, ví dụ như chiến tranh nổ ra đi qua bên châu Phi mướn. Giờ mấy ông đi tháng nhiều, tạng tháng 3.000 đô thôi chắc đi hết. Anh có quen, có người quen bên Na Uy không ạ? À? Đối tác ở bên Na Uy đó mày. Mà Na Uy nó chảnh, nó không thèm vô Euro luôn. Ô nó chơi vậy đó. Gọi là Bắc Âu mà giờ vẫn chưa. Nó không vô Euro nha. Na Uy nó không vô Euro, nó chỉ vô NATO thôi. Nhưng mà vấn đề là Nga không bao giờ chửi với bạn Na Uy luôn. Mà Na Uy có đường biên giới với Nga. Nó vòng vòng, nó tùm lum hết nè.
Rồi mà cái ông Na Uy này á, ông đi ký hiệp định thương mại với một số nước, ký đơn phương thôi, không có vô khối. Mà nói về tình cảm chơi Mỹ đế rất thân luôn. Mà bữa hổm anh hỏi chuyện personally của anh hỏi Nga lụm Duran kìa mày dán không Na Uy. Na Uy nói ủa khe đoan khe dám. Đối tác anh nói vậy á. Mà trong khi ổng có 5 triệu dân rồi. À, cảnh Na Uy đẹp bằng Thụy Sĩ không anh? Thụy Sĩ nó Trung Âu má. Còn Na Uy nằm Bắc Âu, Bắc Âu là kể như mà đồi thông giá lạnh đồ. Những con cá hồi tung tăng trên biển Bắc. Bắc Âu là Thụy Sĩ làm gì có biển? Thụy Sĩ có hồ ơi. Thụy Sĩ là quốc gia của những cái hồ huyền thoại mộng mơ, hồ Thiên Nga đồ. Vô EU làm gì để phải xè tiền ra nuôi mấy nước nào nào. Thì không, Phi Phú Hoàng nói có lý á. Nếu mà gọi là Na Uy mà đi vô EU á, thì mấy nước EU nghèo nó đi qua đây nó lao động. Rồi xong rồi nó từ về lâu về dài nó vô quốc tịch luôn. Thì nó sẽ ăn ké cái quỹ đầu tư của Na Uy. Em có bạn bên học quay, em nghe nó nói như cuộc sống không cần phải lo lắng điều gì á anh. Thì có đầu lo mày ơi. Ồ, y tế top 1, giáo dục top 1, an sinh top 1, lo cái gì? À, em thấy Na Uy dân tin anh trong bụng mẹ luôn rồi. Ghê vậy. À, đúng cái Miss Scandinavia, phụ nữ mang thai được phép nghỉ 1 năm, chính phủ chu cấp trong thời gian nghỉ sinh. Đứa bé tin anh từ trong bụng mẹ cũng không có gì làm lạ. À, Police Na Uy gần như thất nghiệp, chỉ duy trì cho có. À, Thụy Sĩ gạch mua 40 triệu liều vaccine đầu mùa khỉ và 500 liều điều trị. Em thấy đầu mùa khỉ không có gì mà sao ra vaccine chi vậy boss, ở giỡn chơi mày. Thí dụ như đối với mày không có gì thôi, nhưng mà đối với Thụy Sĩ dân nó tin anh không mà ba. Đối nó có gì mà nó không có gì ngoài tiền thì nó mua thôi.